khu vực huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Có cầu cho nên gọi là huyện Bến Cầu rồi. Chúng ta phải Bến Cầu phải không? Giờ tàu xà lan này, tàu sông Vọc ở đâu này? Sông Vọc ở đâu rồi em? Cái bài hát Vọc Cỏ Đông, Vọc Cỏ Tây à? Đây là Vọc Cỏ Đông à? Đấy, nhìn vỏ cây đẹp chưa? Dạ. Vỏ cây đường á. Đây núi Bà Đen đúng không? Xi miên á, mình biết cái thời kỳ 81, 82 á. Dạ. 79, 78 là nó qua cái hậu này không á. Qua cái đường dọc dưới đây mà tôi đi là